Mẹ. Ủa con, trời ơi con tới rồi. Dạ. Hả? Vô, vô đây con, dạ. Vô đây. À, để cửa ra đi, không sao đâu. Đi, đi vô đây. À, vô đây ngồi, ngồi đây đi con. Mẹ khỏe không mẹ? À, ông ơi, thằng Hùng nó ghé nè ông ơi. Ừ. Ba, ba khỏe không ba? Khỏe, mới về hả con? Dạ. Sao từ hôm diễn tới giờ, hôm nay con mới ghé thăm cả nhà vậy? Ba con ổng trông con lắm đó. Tôi thấy bà lo hơn tôi nữa. Nè, mẹ con sốt ruột á, không hiểu tại sao không thấy con. Con xin lỗi ba mẹ, con bận quá. Mẹ cũng biết vậy, nên cứ ở đây đợi nè. Hai đứa này nè, nó cũng muốn gặp anh hai nó dữ lắm đó. Ủa, anh hai mới về hả? Vậy, chị, chị. Vậy, vậy, vậy. Nè, anh hai. Hai đứa học hành sao rồi? Có nghe lời ba mẹ không đó? Dạ có. Tụi nó học hành cũng ngoan lắm con. Học kỳ vừa rồi á, là thằng Huy được nhất lớp á. Ồ. Còn con Linh cũng được khen nhiều lắm á. Hai đứa tụi nó cũng nhớ con dữ lắm đó. Tụi nó cứ hỏi chứ sao lâu quá không thấy anh hai về. Con cũng nhớ hai đứa nó lắm. Nghĩ hồi đó ở nhà cứ hay la lối tụi này, trách móc tụi nó. Bây giờ không có ở bên cạnh cũng nhớ. Hai đứa ráng học giỏi. Anh sẽ sắp xếp về thăm, mua thật nhiều quà cho hai đứa luôn. Yeah. Con á, cứ về thăm là được rồi. Quà cáp gì nữa. Mình là người trong nhà cả mà con. Có đáng là bao nhiêu đâu mẹ. Lâu lâu về phải mua quà tặng cho hai em chứ. Thì coi như là phần thưởng con tặng tụi nó luôn. Ờ. Mà sao con đến sáng sớm vậy? Đã vậy còn đội nón, mặc đồ vậy nữa. Mẹ không biết đâu, làm ca sĩ độc quyền cho công ty cũng cực lắm, nhiều điều lệ. Con đi lén đó, họ mà biết kỷ luật nghiêm khắc lắm. Mà nè, ba mẹ thấy con khỏe trắng trẻo hơn đúng không? Con sống tốt lắm, ba mẹ đừng có lo. Ờ. À, đây là số tiền mà con kiếm được trong thời gian vừa qua. Ba mẹ cứ giữ lấy mà xài. Muốn ăn uống gì thì cứ mua, đừng tiết kiệm nữa. Hai đứa này cũng lớn rồi, học cũng giỏi. Ba mẹ cứ cho học thêm nhiều vô, khi nào thiếu con sẽ gửi về. À, thôi, ba mẹ không có lấy đâu. Tiền con kiếm được, con cứ giữ lấy mà tiêu xài. Ba mẹ có tiền mà, con cứ giữ lấy đi. Mẹ cầm đi. Ba mẹ nuôi con lớn vậy rồi, bao nhiêu đây có đáng gì đâu. Chứ lại dù sao ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, đừng có nên làm nhiều quá. Thôi bà cứ cầm đi cho nó an tâm. Thôi thì mẹ nhận. Mẹ giữ giùm con ha. Nhá con. Dạ thôi giờ con về đây. Ba mẹ ngày mai cũng về luôn đi, chứ ở Sài Gòn đất chật người đông, lường gạt nhiều lắm. Nãy giờ con đi cũng lâu rồi, bây giờ con phải về nha, mắc công bị phát hiện thì phiền lắm. Con đi nha. Anh đi nha. Con đi nha ba mẹ. Con giữ gìn sức khỏe nha. Anh hai đi nha. Dạ, dạ anh hai đi.
có người tặng quà cho chị. Chị ký giùm em. Cảm ơn chị. Em có biết ai gửi không? Dạ em không biết. Cảm ơn em. Dạ. Anh chàng nào mà si tình dữ vậy ta? Anh đừng hiểu lầm. Em cũng không biết là ai nữa. Chắc là khán giả thôi. Người hâm mộ em hả? Ừ, dạ dân. Là một người hâm mộ. Ừ, thôi, mình tập tiếp nha. Dạ. Chúc mừng chúng ta đã có một sự hợp tác rất tốt. Chương trình mọi thứ diễn ra đều rất hoàn hảo. Anh quá khen đó thôi. Sự thành công lần này của Thái Linh nhờ sự giúp đỡ của anh rất là nhiều. Sắp tới trong một chương trình của game show, tôi định mời Thái Linh là người mở đầu cho chương trình đó. Anh thấy thế nào? Thái Linh có bận gì không? Như vậy tốt quá rồi còn gì. Giả lại chương trình của anh mà được tham gia thì còn gì bằng. Khi nào quay hình cứ gọi điện thoại báo tôi một tiếng. À, tôi sẽ sắp xếp cho Thái Linh lên thu hình liền. Ok. Có gì tôi sẽ gửi bản chương trình qua công ty anh. Được. À, cái cậu Kiến Thanh xuất hiện trong cái live show ấy á, tôi thấy cậu ta rất có triển vọng. Anh chọn Kiến Thanh trong đêm live show ấy quả thực đã làm nên một hiệu ứng rất tốt cho live show của ca sĩ Dương Thái Linh. Tôi rất trọng người có năng lực và có tài. Tôi tính mời cậu Kiến Thanh và Thái Linh ra mắt game show và là người mở đầu luôn. Không biết anh thấy có trở ngại gì không? Tôi nghĩ hay đó chứ. Không sao đâu. Chúng ta còn hợp tác với nhau lâu dài mà. Mời anh. Còn có nhau.
Em thấy sao, được không? Hai người diễn và hát tốt lắm. Nhưng mà em cảm thấy nếu như khúc mở đầu Kim Ngọc xuất hiện trước, rồi sau đó anh Hùng ra, như vậy bài hát mới ấn tượng hơn. Hai người thấy sao? Ý kiến đó hay đó. Hèn gì nãy giờ mình diễn, mặc dù đã cố nhập tâm, nhưng em vẫn thấy có cái gì đó nó trơ trơ. Còn bây giờ chắc hết rồi. Anh thấy cái ý kiến này cũng hợp lý đó. Vậy để anh sửa lại. Chúng ta tập lại nha. Ok. Tối hôm qua mình đi đâu mà điện thoại không liên lạc được vậy? Dạo này buổi tối điện thoại của mình hay tắt lắm đó. Tại mình quên sạc điện thoại nên Khanh không gọi được. Mình nói dối. Có người đã thấy sáng nay mình từ nhà Khánh Loan đi ra. Tôi không hiểu tại sao mình chẳng hề có trách nhiệm với chính bản thân mình. Nhìn lại cái live show vừa rồi mà xem, có làm nên trò trống gì không? Mình có biết tôi đổ bao nhiêu tiền cho live show đó không? Đã vậy còn uy tín của tôi và Nam Chánh đã bị Minh phá hết rồi. Khanh nói vậy là sao? Công sức mình bỏ ra luyện tập bấy lâu, cuối cùng được cái gì? Đáng lý ra thì... Đáng lý ra thì sao? Thì trong chuyện này, Khanh phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi chưa bao giờ diễn một đêm nào thảm hại như vậy. Ghế thì trống, khán giả thì không có ai. Live show này là do Khanh quản lý. Khanh bắt tôi luyện tập ngày đêm để nhận được kết quả như vậy đó hả? Đừng đổ lỗi cho ai, mà hãy tự xem lại bản thân của mình.